Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhau có một buổi tối thật là tuyệt vời. Và chị hy vọng là có thể đem tới cho các em nhiều kiến thức nhất có thể trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Không biết là bây giờ thì các em đã lên chưa nhỉ? Không biết là bây giờ thì các bạn đã lên chưa? Bởi vì hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây để có thể bắt đầu buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với các em rồi. Chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên rồi, được không nào? Các bạn thân mến, các em đã lên chưa nhỉ? Các bạn đã lên chưa? Như chiếc cười tay mai sắc, em lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng thật lâu để em khiến em nhớ mặt người con gái thương yêu bằng mắt. Em ơi, các bạn đã lên chưa ạ? Nhưng có sao tim lại lắng. Xin chào Ánh My, xin chào các bạn nhé. Em ơi, ngày hôm nay có thắc mắc gì, có băn khoăn gì thì có thể để lại cho chị những cái câu hỏi thắc mắc của các em tại đây nhé, được không nào? Vì chị sẽ giải đáp giúp cho các bạn tất cả những cái thắc mắc và băn khoăn mà các em đang gặp phải liên quan tới việc học văn. Và chị hy vọng rằng là với cái phần giải đáp ngày hôm nay của mình thì các bạn có thể thoải mái khi làm văn và các em sẽ đạt được cái kết quả cao nhất trong cái quá trình học tập của mình, ok không nào? Các bạn ơi, đối với những bạn mà đã sở hữu bộ tài liệu của chị rồi thì chúng mình sẽ có những cái buổi luyện tập với nhau vào buổi tối thứ bảy hàng tuần, được không ạ? Chúng mình sẽ có một cái buổi trao đổi với nhau vào buổi tối thứ bảy hàng tuần. Nhưng mà tuần này thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ buổi tối ngày hôm nay. Và có thể thì và nếu như mà có thể thì bạn Quỳnh sẽ bù cho các bạn, chị Quỳnh sẽ bù cho các bạn vào một buổi gần nhất nhé, được không nào? Chúng mình cứ từ từ, chúng mình cứ đi từng bước một. Chị mới chuyển chỗ rồi, chị mới chuyển nơi làm việc cũng như là phòng dạy rồi. Hiện tại bây giờ thì chị không còn ở Hoàng Quốc Việt nữa mà chị đã chuyển sang một nơi khác. Thế nên là ngày hôm nay cứ loay hoay mãi, không biết là phải làm thế nào để có thể tìm được một cái nơi mà ánh sáng nó tốt nhất ấy. Mặc dù là cái chỗ này cũng chưa có ánh sáng tốt nhất đâu, chắc là có lẽ là chị sẽ phải lắp thêm đèn. Đấy, thế nên là chị hy vọng là ngày hôm nay chất lượng cũng sẽ ok, được không ạ? Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Như đã nói cùng với các bạn có thể nhìn tiêu đề và cũng biết được là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm nào rồi, phải không ạ? Đáng lẽ như dự định thì ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với các bạn về phương pháp học văn cơ, tức là phương pháp làm một cái dạng đề nào đấy. Thế nhưng bản thân chị lại cảm thấy rằng là có vẻ như cái việc phân tích một tác phẩm văn học, việc làm thế nào để có thể triển khai được một dạng đề đối với các em là một cái vấn đề cực kỳ là đau đầu. Thế nên là ngày hôm nay chị muốn hướng dẫn cho các bạn chúng ta có thể phân tích một cái đoạn văn một cách gọi là bài bản nhất, một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất. Thế nên chị cực kỳ hy vọng là nếu như mà có thể đang xem phần phát trực tiếp này, ngay lập tức hãy lấy sách vở ra, hãy lấy bút ra để ghi lại các em nhé. Phương Lan ơi, hiện tại thì chị không có dạy văn lớp 7 đâu. Thế nên là đối với những bạn cấp 2 thì chắc là để sau này khi mà chị có nhiều thời gian hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì chị có nhiều công việc quá, thế nên là chị không có nhiều thời gian dành cho các em được. Nên là hy vọng sẽ gặp Phương Lan ở một cái lớp học gần nhất em nhé, được không nào? Có một cái thông tin nữa muốn được, hy vọng là các bạn sẽ nắm bắt được cái thông tin này. Đó là vào cuối tháng 10 này, thì khóa học VIP của chị đã bắt đầu rồi. Đây là một cái cơ hội rất là hiếm hoi để có thể tham gia lớp học online cùng với chị Hiên. Bởi vì là đợt trước chị có mở lớp học online, nhưng mà sau đấy thì các bạn ấy như thế nào nhỉ? Sau đấy thì các bạn ấy kiểu như là không đăng ký kịp ấy, nên là phải đợi thời gian rất là lâu mới có thể có một cái lớp online tiếp theo. Nên là chị hy vọng là nếu như mà bạn nào mà đang muốn thực sự mong muốn ôn văn, thực sự là muốn mình có thể đạt được số điểm cao và thực sự mong muốn là mình có thể lao vào, lăn xả vào, thì các em có thể đăng ký khóa học này online cùng với chị,
không ạ? Chị rất là hy vọng có thể gặp các bạn ở đấy, và chị hy vọng có thể trở thành người đồng hành cùng với các em trong một cái khóa học có lộ trình vô cùng tuyệt vời. Và chị tin chắc chắn rằng khóa học này các em sẽ không bao giờ tìm được ở bất cứ một trung tâm nào, ở một cái trung tâm dạy online nào cả. Tin chắc chắn là như vậy, bởi vì lộ trình này là lộ trình hoàn toàn mới mẻ và cực kỳ phù hợp với cái quá trình ôn của các em. Nói như vậy thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau quay trở lại với bài ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ với các bạn nhé. Chị hy vọng là vừa rồi thì đã cung cấp cho các em những cái thông tin khá là thú vị để các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này của mình, được không nào? Ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn ở trong một tác phẩm, đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Nhắc tới bài thơ này thì chắc hẳn là các em vẫn còn nhớ khi mà nhận định về nhà bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thì nhà thơ Giang Nam có từng chia sẻ như thế này, đó là gì nhở? Tây Tiến biên cương mở khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Bài thơ Tây Tiến là một trong những thành tựu, được không ạ? Là một trong những thành tựu của tác giả Quang Dũng. Một nhà thơ được biết tới là một nhà thơ gì ạ? Là một nhà thơ mang trong mình một cái phong cách thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa. Phải không nào? Rồi ok, xin chào các bạn nhé. Xin chào Mỹ Linh, xin chào Hương Quỳnh. Xin chào Mai Vương. Rồi, các bạn ơi tập trung nhá, tập trung được không nào? Và hơi ồn một chút xíu ấy, chị sẽ tìm một cái không gian nó phù hợp hơn để chúng mình không bị ồn. Thông cảm cho chị nhá, bởi vì chị mới chuyển về nhà mới nên là không có set up được cái gì cả, chưa set up được một cái phòng livestream hẳn hoi. Thế nên là các bạn sẽ chịu khó, yên tâm. Dần dần thì chúng ta sẽ có được những cái, dần dần chúng ta, chị sẽ đem lại cho các bạn những cái tốt nhất thôi, giống như đã hứa, được không nào? Rồi, bây giờ thì quay trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đề như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề ở trong bài thơ Tây Tiến, được không ạ? Và để xem là đối với một cái đề như vậy thì chúng ta sẽ triển khai câu từ, câu cú của chúng mình ra sao. Bởi vì chị nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất mà các bạn khi học văn thì có lẽ chính là việc mà chúng ta làm thế nào để có thể vận dụng được những từ ngữ, và chúng ta làm thế nào có thể viết được những cái câu cú nó gãy gọn, được không ạ? Một trong những cái vấn đề rất đáng lo ngại đối với các bạn học sinh ở trong thời điểm hiện tại, đó là các em không biết sử dụng từ ngữ như thế nào, các em không biết giải thích cái ý mà mình đang muốn nói với người khác ra sao. Và thậm chí là khi muốn diễn đạt một ý nào đó, các em còn không có đủ từ tiếng Việt để có thể giải thích, và các bạn phải giải thích bằng những cái từ tiếng Anh chen vào. Ở nhà thơ Lưu Quang Vũ thì đã từng viết trong bài thơ Tiếng Việt để bày tỏ cái tình yêu của mình với tiếng Việt. Chị nghĩ rằng đây là một ngôn ngữ cực kỳ là hay. Thế nên là bản thân chị nghĩ rằng là một trong những cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm với nhau có lẽ chính là việc làm thế nào để chúng ta có thể học giỏi được tiếng Việt và có thể diễn đạt mọi ý của mình, được không ạ? Diễn đạt những cái ý muốn của mình một cách thật là gãy gọn. Chị luôn luôn mong muốn đấy là cái mục tiêu cuối cùng. Và mục tiêu đầu tiên bao giờ cũng vậy, chị cực kỳ mong muốn là các bạn có thể yêu môn văn hơn, yêu môn học này hơn. Bởi vì thật ra môn văn đem đến cho chúng ta thế giới diệu kỳ lắm. Môn văn có thể xoa dịu những tâm hồn đang bị tổn thương. Học văn học có thể giúp chúng ta mạnh mẽ hơn ở trong cuộc sống này. Và một trong những điều rất là quan trọng, đó là môn văn mang tới cho chúng ta những cái trải nghiệm vô cùng thú vị, để rồi chúng ta có được những cái cách ứng xử phù hợp. Và chúng ta hiểu được rằng là một trong những cái điều rất quan trọng ở trong cuộc sống này có lẽ là cách mà chúng ta đối xử với nhau và tiếp thêm cho nhau những động lực. Thế nên hãy cứ lao vào văn đi, để chúng ta có một cái thế giới rất là tuyệt vời ở trước mắt. Và chị tin là các em sẽ không hối hận khi mà các em đã lăn xả nó một cách cuồng nhiệt đến như vậy. Có rất nhiều bạn gặp chị ban đầu không thích môn văn, nhưng sau đó các bạn ấy đã cực kỳ thích môn văn. Thế nên chị cũng rất mong mỏi là các em cũng sẽ như vậy, các em sẽ là những người tiếp theo đây đạt những cái số điểm văn cực kỳ cao, được không nào? Rồi bây giờ thì quay trở lại nhé, chúng ta sẽ cùng với nhau làm một cái đề bài, đó là phân tích 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không nào? Nhá, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề, đó là phân tích 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm luôn. Và hãy nhanh chóng tốc ký lại, hãy nhanh chóng ghi lại những cái câu hay,
những cái từ hay và những cách triển khai hay các em nhé. Rồi, bao giờ cũng vậy, ở trong một cái bài viết thì nó sẽ bao gồm 3 phần. Chúng ta có mở bài, có thân bài và có kết bài, phải không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm từ phần mở bài. Ok chưa? Bao giờ cũng như vậy các em nhé. Bao giờ thì chúng ta cũng phải gạch ra một cái dàn ý cụ thể trong cái bài viết của mình. Ngày hôm nay thì chị không có mang cái giá để điện thoại ở đây. Nếu như mà có cái giá đấy thì chị sẽ gạch ra cho các bạn nhìn thấy luôn cách mà chúng ta gạch nhanh những cái ý để không bị sót ý luôn. Nhưng mà chị nghĩ là không có vấn đề gì cả. Chị nghĩ là các em vẫn kịp thời để ghi lại thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái đề này, 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok không nào? Sẽ có rất là nhiều cách mở bài, nhưng mà ngày hôm nay thì chị sẽ chọn một cái cách mở bài khá là quen thuộc, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi từ nhà thơ Quang Dũng, được không nào? Có nhiều đề tài lắm, có nhiều cách để các bạn đi vào phần mở bài lắm, nhưng mà chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mở bài từ nhà thơ Quang Dũng, đi từ nhà thơ Quang Dũng các em nhé. Mở bài của chúng mình chúng ta có thể viết như thế này: trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới là một người nghệ sĩ đa tài và cũng rất mực đa tình. Ngoài viết thơ, nhà thơ Quang Dũng còn biết vẽ tranh, soạn nhạc, viết văn, được không nào? Ok. Và đây là một nhà thơ mang trong mình một hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Quang Dũng đã để lại rất nhiều những tác phẩm hay, và một trong số đó không thể không kể tới một bài thơ được coi là đỉnh cao của đời thơ người nghệ sĩ này, cũng đem hình ảnh của người nghệ sĩ này đến gần hơn với độc giả, đó là bài thơ Tây Tiến. Để lại nhiều ấn tượng với độc giả là 14 câu thơ đầu tiên, nói về chặng đường hành quân gian khổ của những người lính Tây Tiến trên phong nền thiên nhiên miền Tây. Ok chưa nào? Đấy là cái mở bài đầu tiên mà các bạn có thể làm. Hoặc là chúng ta cũng có thể đi từ hình ảnh đề tài. Chị đã nói rồi, một cái tác phẩm chúng ta không nên quy chụp nó ở một cái đề tài nhất định, mà ở mỗi khía cạnh khi chúng ta nhìn nhận vào thì các em sẽ thấy là cái khía cạnh, mỗi khía cạnh sẽ đem đến cho chúng ta một đề tài riêng. Chẳng hạn các bạn nói với chị rằng là chị ơi, đề tài của bài thơ này là người lính, ok. Có bạn nói với chị rằng là đề tài của bài thơ này là nỗi nhớ thương, cũng ok, được không ạ? Có một người nghệ sĩ đã từng viết trong thi phẩm của mình: có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương, thơ ca Việt Nam hiện đại có cả một khoảng trời cho nỗi nhớ thương. Đó là nỗi nhớ thương của nhà thơ Hoàng Cầm gửi về quê hương Kinh Bắc của mình qua bài thơ Bên Kia Sông Đuống. Đó là nỗi nhớ thương của người bên ấy gửi cho người bên này ngày mai đi xa qua Hương Bưởi trong bài thơ Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nhàn. Và cũng có một nỗi nhớ thương mà nhà thơ Quang Dũng đã gửi gắm về những người đồng đội của mình trong một thời gian, sau một thời gian xa cách binh đoàn không xa, bài thơ được mang tên Tây Tiến, được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ trích vào: để lại nhiều ấn tượng với độc giả là 14 câu thơ đầu, nội dung nói về hình ảnh người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây trong những chặng đường hành quân gian khổ. Ok chưa ạ? Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể mở bài nhé. Tất cả những cái thông tin về khóa học và để tư vấn về những cái lộ trình thì các em ơi, các bạn nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được các bạn admin giải đáp tốt nhất nhé. Được không nào? Hãy nhớ rằng là chị tin chắc với các bạn và cam kết với các bạn về một lộ trình mà các bạn sẽ không thể nào gặp được ở bất cứ một khóa học online môn văn nào khác, độc quyền của Học Văn Chị Hiên. Được không nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong phần phân tích. Luận điểm 1 bao giờ các bạn cũng sẽ phải nói về gì ạ? Luận điểm 1 bao giờ các bạn cũng sẽ phải nói về tác giả và tác phẩm. Nếu như ở phía trên các bạn đã nói về Quang Dũng rồi thì chúng ta sẽ nói về những cái điều mà chúng ta chưa nói. Ok chưa ạ? Tức là những cái gì mà đã viết ở phần mở bài rồi thì chúng ta sẽ không viết nữa, mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái ý khác, hoặc là các bạn sẽ đào sâu về một cái vấn đề nào đấy. Ok chưa ạ? Còn nếu như mà các bạn đã mở bài bằng cái hình ảnh về cái chủ đề đề tài nỗi nhớ thương như chị vừa nói vừa rồi thì đơn giản quá. Bởi vì chúng ta chưa nói quá nhiều về tác giả nên phần này chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu viết luận điểm 1 như thế này. Quang Dũng được biết tới là một người nghệ sĩ đa tài. Ông đã xác lập vị trí của mình ở trong nền văn học Việt Nam cũng như trong trái tim của độc giả với hiện tượng nhà thơ một bài. Và chính bài thơ Tây Tiến là bài thơ đã đem Quang Dũng đến gần hơn với độc giả. Hồn thơ của Quang Dũng bao giờ cũng vậy, mang trong mình nét hồn hậu, lãng mạn, phong khoáng và tài hoa. Hai đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn trong những thi phẩm của mình đó là đề tài quê hương viết về sư đoài mây trắng và hình ảnh người lính. Bài thơ Tây Tiến được viết vào năm 1948. Để nói về hoàn cảnh ra đời của thi phẩm này thì năm 1947, nhà thơ Quang Dũng gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến.
được không ạ? Nhà thơ Quang Dũng gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến, sau đó một thời gian không lâu thì bị điều chuyển sang đơn vị khác. Sau đó vào một ngày năm 1948, khi tham gia một đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh, nhà thơ Quang Dũng đã hồi tưởng lại nỗi nhớ chợt ùa về, khiến cho nhà thơ Quang Dũng nhớ về những người đồng chí, đồng đội của mình. Và đó là hoàn cảnh mà những vần thơ, những cái ký ức đã cất lên thành lời để người nghệ sĩ này viết thành một thi phẩm tuyệt vời để lại cho bạn đọc. Bài thơ Tây Tiến, được không ạ? Thì đấy, chúng ta có thể viết như vậy. Và đây cũng được coi là thi phẩm, một trong số những thi phẩm xuất sắc nhất trong đời thơ của người nghệ sĩ này. Kết thúc luận điểm 1 nhá, viết về tác giả và tác phẩm. Ok không? Thì đấy là cái cách các bạn có thể triển khai. Ở đây chị mới chỉ hướng dẫn cho các bạn một cách thôi. Chúng ta còn nhiều cách để triển khai ở luận điểm này lắm. Nếu như mà các bạn tham gia vào khóa học của chị thì chị có thể tận tình chỉ bảo cho các bạn, gạch cho các bạn những cái ý nhỏ xíu một để các bạn sau này cứ thế mà làm. Ok không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái luận điểm thứ hai, là chúng ta sẽ đi phân tích 14 câu thơ này các em nhé. Bao giờ cũng thế, không thể nào mà đường đột. Đừng bao giờ đường đột dại gì mà trích luôn hai câu thơ để viết. Thế nhưng một trong những cái điều rất là quan trọng đó là các bạn cần phải chia tách cái đoạn thơ đó ra thành những cái phần nhỏ để chúng ta phân tích. Không thể nào viết 14 câu thơ luôn và bắt đầu phân tích cả 14 câu thơ đấy được, hiểu chị không ạ? Mà các bạn cần phải chia tách. Thì ở đây ví dụ chị chia tách hai câu thơ đầu, hai câu thơ tiếp, bốn câu thơ tiếp, hai câu thơ tiếp, hai câu thơ tiếp và hai câu thơ tiếp. Ok không? Thì đấy là cái cách chị chia 14 câu thơ này. Thì tương ứng với 14 câu thơ này chúng ta có thể vạch ra. Ok không? Rất đơn giản. Thì đấy là một trong những cái quy tắc mà chúng ta phân tích thơ nhá. Năm nay thì có vẻ như là cái tỷ lệ vào thơ nó sẽ cao hơn bởi vì đã 2 năm vào văn xuôi rồi. Thế nhưng cũng không thể nào mà không học văn xuôi được, vì nhỡ đâu nó vẫn tiếp tục 3 năm vào văn xuôi thì sao? Được không ạ? Điều này chúng ta không thể nào mà chắc chắn bất cứ một cái gì được. Thế nên chị mong muốn là các bạn sẽ học đến đâu chắc kiến thức tới đấy giúp cho chị. Được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nhá các em nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục phân tích hai câu thơ đầu tiên trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không ạ? Rồi, bắt đầu phân tích. Nhà thơ Quang Dũng đã lựa chọn mở đầu cho thi phẩm của mình bằng một tiếng gọi đầy thiết tha trìu mến: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Hai địa danh, hai danh từ sông Mã và Tây Tiến được người nghệ sĩ này khéo léo đặt để giữa cụm từ xa rồi. Hình ảnh sông Mã là hình ảnh của con sông tượng trưng cho núi rừng, cho thiên nhiên Tây Bắc. Và đây cũng là dòng sông gắn bó với chặng đường hành quân gian khổ của những người nghệ sĩ này, của những chiến binh Tây Tiến và của cả Quang Dũng. Đó là hình ảnh đầu tiên đã ùa về trong trí nhớ của người nghệ sĩ. Hai từ, hai địa danh, hai danh từ sông Mã và Tây Tiến được đặt giữa cụm từ xa rồi, có nghĩa là đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến. Tất cả chỉ còn lại ở đây là những hồi ức, và tất cả những hồi ức đó đua nhau kéo về để những phần, để những cảm xúc đã cất lên thành phần thành điệu. Quang Dũng bắt đầu cuộc hành trình, chuyến độc hành trở về nỗi nhớ thương của riêng mình. Ví dụ là như vậy, được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Từ xa rồi được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này, có nghĩa là đã xa rồi sông Mã, đã xa. Từ xa rồi được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này, tạo ra một khoảng hụt hẫng cho người đọc. Có lẽ bởi vì xa binh đoàn của mình, thế nên biết bao nhiêu những ký ức bây giờ quay trở lại, để cảm xúc hụt hẫng giống như ngày chia tay những người đồng chí, đồng đội lại trở về. Quang Dũng đã rất khéo léo khi để địa danh Tây Tiến xuất hiện ngay cụm từ xa rồi. Những ký ức đua nhau kéo về và để cho nhà thơ Quang Dũng viết tiếp câu thơ của mình: nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện ở trong trí nhớ của người nghệ sĩ này, đó chính là thiên nhiên Tây Bắc. Nhớ về rừng núi ở đây là nhớ về thiên nhiên của Tây Bắc. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là trong câu thơ này, hai câu thơ, chúng ta thấy được là người nghệ sĩ đã rất khéo léo khi gieo phần ơi. Đây là một phần mà là một cái âm mở, thế nên tạo ra một cái khoảng vang vọng vào không gian. Lời thơ thì đã dừng rồi, nhưng mà tiếng thơ thì cứ giống như hình ảnh của chiếc chuông gió ấy, vang vọng vào không gian. Có phải đó là âm thanh vang vọng hay là những hồi ức của một đời chiến binh
đang vang vọng trong trái tim, trong lý trí của người nghệ sĩ này. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Có một nỗi nhớ thật lạ xuất hiện ở trong câu thơ này là nỗi nhớ chơi vơi. Cũng có một người nghệ sĩ cũng đã từng viết ở trong câu thơ của mình rằng gì ạ? Sương nương theo trăng ngừng lưng trời, tương tư nâng lòng lên chơi vơi. Nỗi nhớ chơi vơi là một nỗi nhớ thật lạ, khiến cho chúng ta liên tưởng tới một cảm xúc trông tranh vô định giữa một không gian bao la và rộng lớn. Có phải là bởi vì nỗi nhớ này quá lớn, thế nên người nghệ sĩ đang chơi vơi, đang tranh vênh, không biết nên đi về nẻo nào của nỗi nhớ thương, được không ạ? Thì đấy, ví dụ là như thế, cái cách phân tích hai câu đầu là như thế, được không ạ? Các bạn ơi, rồi cái cách phân tích là như vậy, được chưa nào? Cách phân tích là như vậy. Thì đấy là hai câu thơ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với hai câu thơ tiếp theo nhé. Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm ơi. Nỗi nhớ chỉ trực trào ùa về, và bao nhiêu những đĩa xanh quen thuộc cũng trở về. Đó là sài khao và mường lát. Sài khao và mường lát vốn dĩ là những không gian địa lý, thế nhưng bây giờ qua tiếng thơ của nhà thơ Quang Dũng lại trở về những địa danh, lại trở thành những thời gian lịch sử, để cứ nhắc tới sài khao và mường lát là biết bao nhiêu những kỷ niệm trên chặng đường hành quân lại quay trở về. Đó là chặng đường, đó là những địa danh in đẫm những kỷ niệm của một đời chiến binh. Nhà thơ Chế Lan Phiên từng viết trong thi phẩm của mình: nhớ bản xương sắc, nhớ đèo mây phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Và quả thực hình ảnh của những mảnh đất này đã hóa thành tâm hồn của một chiến binh Tây Tiến một thời, được không ạ? Hình ảnh của một đoàn binh hiện ra trước mắt, đó là hình ảnh của một đoàn binh mỏi mệt đi giữa một biển sương mờ phủ lấp. Và chúng ta có thể liên tưởng được rằng có vẻ như chặng đường hành quân dài dằng dặc đã khiến cho những bước chân của người lính này chùn bước chăng? Không, không phải là như vậy. Trong những phần thơ của nhà thơ Quang Dũng, Quang Dũng không bao giờ để cho hình ảnh của những người lính hay là hình ảnh của bất cứ đề tài gì mình viết trở nên bi lụy. Thế nên câu thơ tiếp theo Quang Dũng có viết để quay, để kéo người đọc quay trở lại sự cân bằng. Mường lát hoa về trong đêm hơi. Những người lính đặt chân trên mường lát, hương thơm của hoa nở ban đêm đẹp vô cùng, và hương thơm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính chắc đôi chân để tiếp tục những chặng đường gian khổ ở phía trước. Một cách sử dụng từ ngữ rất hay của người nghệ sĩ này là hoa về chứ không phải hoa nở, là đêm hơi chứ không phải đêm sương. Cách sử dụng từ ngữ như vậy đã làm cho hình ảnh trở nên lãng mạn và đẹp hơn rất nhiều, được không nào? Thì đấy là hai câu thơ tiếp theo nhá. Cách phân tích là như vậy, được không ạ? Được không? Các bạn ơi, các em có thấy, các em cảm thấy ổn không ạ? Các bạn có cảm thấy ổn về cái phần phân tích của chị không? Và các em có hiểu cái nhịp độ mà chị đang phân tích không? Đấy là chị chỉ lấy demo cho các bạn như vậy thôi nhá. Còn tất nhiên là trong cái quá trình mà các em viết, trong quá trình mà các em viết thì các em có thể thay đổi theo lời văn của mình, được không ạ? Nhá, được không? Hãy thay đổi cái cách viết, hãy thay đổi bài văn của mình, hãy thay đổi để biến văn của chị trở thành văn của các em. Ok chưa? Rồi, chúng ta có 4 câu thơ tiếp theo, được không nào? Sài khao và mường lát bây giờ có vẻ đã lùi xa hơn, để hình ảnh về thiên nhiên Tây Bắc hiện rõ hơn bao giờ hết trong trí nhớ của người nghệ sĩ, của người chiến binh này. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây sung người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Thoạt nhìn, có thể thấy 4 câu thơ này mang dáng dấp của một bài thơ tứ tuyển. Và cũng có một người nghệ sĩ đã từng nhận xét về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, đó là thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc. Quả thực là như vậy, đọc những phần thơ của nhà thơ Quang Dũng, ta có cảm giác như một bức tranh sơn mài đầy những nét vẽ chi tiết về thiên nhiên miền Tây hiện ra trước mắt.
Đó là hình ảnh của những con dốc khúc khuỷu và thăm thẳm. Việc sử dụng từ lái đã giúp cho Quang Dũng có thể thể hiện được tối đa việc xây dựng về khung cảnh thiên nhiên miền Tây của mình. Đó là một địa hình gấp gãy, hiểm trở, khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống ngời trời. Câu thơ này miêu tả đặc tả về độ cao. Trước mắt những người lính bây giờ là những cồn mây heo hút. Bên cạnh đó, hình ảnh nhân hóa xuống ngời trời là một hình ảnh vô cùng thú vị khi giúp cho chúng ta liên tưởng tới độ cao của những ngọn núi nơi đây, những chặng đường hành quân gian khổ của những người lính, những chiến binh Tây Tiến đã đi qua. Và quan trọng hơn cả, đó là hình ảnh thể hiện chất lính, hình ảnh của những người lính, anh bộ đội Cụ Hồ đầy sự tinh nghịch, hồn nhiên, nhí nhảnh và luôn lạc quan, yêu đời, tiến về phía trước. Được không nào? Các bạn ơi, ok không nhỉ? Ok không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống ngời trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Câu thơ giống như hai vế tiểu đối, sử dụng một cụm từ chỉ khoảng cách, đó là ngàn thước, một cái khoảng cách rất lớn, chứng tỏ một điều rằng vực ở Tây Bắc, núi ở Tây Bắc cao thì cao vời vợi, vực sâu thì sâu thăm thẳm, và khiến cho người đọc đang có cảm giác như chơi một trò bấp bênh chóng mặt. Sử dụng cụm từ đối lên và xuống để thể hiện sự gấp gãy hiểm trở của địa hình, được không nào? Địa hình gấp gãy là vậy, hiểm trở là vậy. Thế nhưng Quang Dũng lại không hề mong muốn để cho người đọc của mình treo leo mãi trong những con dốc, trên những con dốc, trên những ngọn núi, những ngọn đồi, mà Quang Dũng đã cực kỳ khéo léo khi kéo người đọc trở về với sự cân bằng, với câu thơ gì ạ? À, chị xin lỗi nhá, đó là gì nhỉ? Sâu lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống ngửi trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luôn mưa xa khơi. Đó có lẽ chính là khung cảnh của những người lính Tây Tiến khi dừng chân ở trên những đỉnh đèo, để rồi phóng tầm mắt của mình nhìn ra xa, nhìn về những bản làng. Và hình ảnh trước mặt họ bây giờ, đó chính là những nếp nhà pha luông êm đềm trong cơn mưa bụi. Một hình ảnh khiến gợi bao nhớ thương ở trong lòng những người chiến binh, và cũng khiến cho tâm hồn của những người chiến binh trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sau những chặng đường hành quân gian khổ, nhìn về những nếp nhà, đó có lẽ phải chăng chính là động lực để những đôi chân này trở nên cứng cỏi hơn, và để những chặng đường phía trước này sẽ là những để những chặng đường phía trước mắt sẽ tràn ngập là lòng quyết tâm để có thể giành lại độc lập tự do cho tổ quốc, cho dân tộc. Ok không? Ví dụ là như vậy. Sau chúng ta có hai câu thơ tiếp nói về sự hy sinh của những người lính này, hai câu thơ tiếp nói về những cái sự đe dọa xung quanh này, và có hai cái câu thơ cuối cùng rất là hay, đó là gì ạ? À, đó là hai câu thơ gì nhỉ? À, chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé. Heo hút cồn mây xuống ngửi trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bản dãi sầu không bước nữa, cụp lên sung mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác cầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Có vẻ như là nỗi nhớ bây giờ đã trực trào ra khỏi phần lý trí của người nghệ sĩ này, để rồi từ con tim phải thốt lên một cụm từ cảm thán là nhớ ôi Tây Tiến. Và hình ảnh, một hình ảnh rất là gần gũi, rất là nhẹ nhàng đã hiện ra, là hình ảnh gì ạ? À, nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói. Những cái khung cảnh dừng chân lại nơi bản làng và được những người dân nơi đây nấu cho những bữa ăn nghĩa tình. Đó là khoảnh khắc mà hình ảnh của những đó là khoảnh khắc mà những chiến binh Tây Tiến sau này, dù có rời đến những đơn vị khác, dù có đi đến những miền đất khác, thì cũng sẽ không bao giờ quên được, đúng không ạ? Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp trôi. Mai Châu là một địa danh cực kỳ là quen thuộc ở trên mạn núi cao Tây Bắc. Hai chữ Mai Châu nghe vô cùng êm dịu, nghe vô cùng thanh thoát. Và có một mùa rất lạ đã được đề cập tới ở trong đoạn thơ này. Nếu như đất trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, người ta yêu mùa thu bởi sắc hoa đào, bởi những cơn mưa phùn rải rác,
Người ta yêu mùa hạ bởi tiếng ve kêu, những vạt nắng, những cơn mưa rào bất chợt. Người ta yêu mùa thu bởi sự dịu dàng, bởi trời thu xanh ngắt, bởi khói thu xây thành, bởi khí thu se lạnh, bởi gió thu hiu hắt tiêu sơ. Thì người ta cũng có thể yêu mùa đông bởi vì cái rét đến tê lòng. Thế nhưng mà ở trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng lại có một mùa thật lạ, đó là mùa em. Vậy thì mùa em là mùa gì? Người ta bảo rằng mùa em ở trong thơ của nhà thơ Quang Dũng là mùa của sự đù đầy, là mùa của tình yêu thương, là mùa của nghĩa tình. Bởi nhắc tới hình ảnh, tôi vẫn còn nhớ nhà thơ Trê Lan Viên từng viết như thế này. Đó là anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch, vắt xuôi nuôi quân em sâu giữa rừng. Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch, mưa sôi đầu còn nhớ tỏa mùi hương. Đó là tình cảm, nghĩa tình của đồng bào với những người chiến binh Tây Tiên. Đó là tình cảm mà họ sẽ không bao giờ quên đi, sẽ để lại bên mình trong suốt chặng đường dài hành quân. Và mùa em ở đây có phải chăng là mùa con voi gì ạ? Là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước, mùa em đi phát dễ làm nương, mùa ta gặp nhau, mùa trao yêu thương, mùa vương nguyên nhớ, để sau này dẫu xa thì cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Mùa em ở đây là mùa của sự đủ đầy, mùa của nghĩa tình. Quang Dũng đã khép lại 14 câu thơ đầu bằng một hai câu thơ êm dịu và bình yên đến như vậy. Hai câu thơ nhắc nhớ về những tình cảm. Và trong chuyến độc hành của nỗi nhớ thương này, Quang Dũng đã từ nẻo này đi đến nẻo khác để tìm về những hình ảnh quen thuộc vốn đã gắn bó với chiến binh Tây Tiên suốt cả một chặng đường dài. 14 câu thơ đầu, thiên nhiên Tây Bắc đã hiện lên trước mặt của bạn đọc. Đó là khung cảnh dữ dội nhưng mang trong mình là vẻ đẹp, nhưng cũng mang trong mình là một vẻ đẹp hoang dại, là một vẻ đẹp hoang sơ, bình yên, dịu êm. Đó cũng là hình ảnh của những người lính trong chặng đường hành quân, dẫu rằng có nhiều gian khổ nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần của mình, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, coi thường cái chết để tiến về phía trước. Ví dụ là như vậy. Sau đó các em sẽ kết bài, được không ạ? 14 câu thơ đầu khẳng định lại nội dung và kết bài, được không ạ? 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đã giúp cho bạn đọc có thể hình dung được về hình ảnh những người lính Tây Tiến trong chặng đường hành quân gian khổ và thiên nhiên miền Tây với vẻ đẹp vừa dữ dội vừa trữ tình. Xin được mượn một lời thơ của nhà thơ Giang Nam để thay lời kết cho bài viết này. Đó cũng chính là một trong những điều mà hẳn rằng mỗi độc giả khi cảm nhận về bài thơ Tây Tiến đều cảm nhận được điều này. Hai chấm dấu dòng màu ngoặc kép: Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp độc cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Ok không? Các bạn ơi, các em có ổn không? Các bạn nhỏ của chị, lâu lắm rồi chị không gọi các em là các bạn nhỏ của chị, lâu lắm rồi. Đúng không? Lâu lắm rồi chị không gọi các em bằng một cái tên trìu mến như thế. Mặc dù chị biết là nhiều bạn không thích, nhiều bạn nói rằng là chị Hiên rất cái bà ấy rất là sến sẩm ấy, lúc nào cũng gọi bọn mình là những cái bạn nhỏ mình nghe mà mình cảm thấy ớn không chịu được. Nhưng mà chị thì không quan tâm về những điều đấy lắm. Chị chỉ quan tâm tới việc là đối với chị thì các em luôn luôn là những cô bé, cậu bé rất là bé bỏng. Và chị muốn là các em sẽ được chăm sóc cẩn thận nhất, các em sẽ được dìu dắt để trong cái quá trình trưởng thành của các em sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn, được không nào? Thì ngày hôm nay có vẻ như là chị đã lượt cho các bạn về cái cách phân tích rồi đó, được không ạ? Chị đã lượt cho các bạn về cái cách phân tích rồi, đúng không? Các em có thể thấy là thật ra viết một cái bài phân tích không hề khó một chút nào. Và nếu như mà các em ghi hết được những cái gì chị phân tích vừa rồi ấy, thì chắc là các em sẽ phải được hơn một tờ Facebook là cái chắc chắn là như vậy. Nghe thì có vẻ ít như vậy thôi, nhưng mà để ghi ra thì cũng hơi nhọc đấy, được không ạ? Để ghi ra thì cũng hơi mệt. Bạn nào mà ghi lại được hết tất cả những cái phần chị vừa nói thì có thể gửi vào fanpage để chị dùng cái ảnh để up lên cho mọi người cùng tham khảo nhá, được không nào? Nhá. Ok không nào? À, em vẫn còn nhỏ ạ. Được không nào? Các bạn ơi,
Mọi người có thể nghe lại cho dễ nhớ. Ok. Các em có gì muốn hỏi chị trong quá trình học văn không? Bởi vì là cái nhiệm vụ của chị ngày hôm nay khi hướng dẫn các bạn làm cái bài phân tích này là đã hoàn thành rồi đấy. Các bạn nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá. Các em nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá. Bởi vì là Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp độc cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được không nào? Ok không? Rồi. Những bài thơ liên hệ như thế, không có cách nào khác, mình phải tìm thôi. Còn nếu như mà không muốn tìm thì các em có thể tìm hiểu về bộ flashcard văn học của chị Hiên, được không ạ? Thì đấy là một cái bộ thẻ ghi nhớ bao gồm 120 thẻ. Nó rất là dày, nó dày như này. Ở đây chị lại không có đây để cho các bạn xem. Thì các em có thể tham khảo cái bộ flashcard đấy. Bởi vì trong cái bộ flashcard đấy thì cực kỳ nhiều những cái câu thơ mà các bạn có thể liên hệ từng đoạn luôn, được không ạ? Thì có thể tham khảo. Thì cái bộ flashcard đấy của chị có giá là 129.000 thì phải, nếu chị không nhớ. Thì các bạn có thể tham khảo nhá, được không? Bây giờ là flashcard của chị là các bạn đặt thì chị mới làm. Tại vì cái đấy nó tốn nhiều công sức lắm. Nó tốn nhiều công sức ấy, các bạn đặt thì chị mới làm. Nó giống như kiểu đồ handmade, đặt thì mới làm ấy. Thế nên là nếu như mà ấy thì các bạn sẽ, thì các em có thể nhắn tin cho fanpage để tham khảo thêm về cái đấy nhá. Với cả một cái nữa chị lưu ý với các bạn là vừa rồi chị vẫn còn thiếu một cái luận điểm nữa. Đó là sau khi mà chị khái quát xong, sau khi mà chị phân tích xong 14 câu thơ đấy, thì thêm một luận điểm nữa mà các em phải làm, đó là các bạn phải khái quát. Khái quát về hai giá trị, một là giá trị nội dung và hai là giá trị nghệ thuật. Nhưng mà cái phần này là phần chị muốn giữ lại, được không ạ? Chị muốn giữ lại để chị sẽ nói sau cho các bạn. Bởi vì cái câu khái quát, cái luận điểm khái quát đấy là một cái luận điểm khá là quan trọng. Mà các bạn nhá, đôi khi các bạn gặp nhiều cái vấn đề là ở trong cái câu đấy, chứ không phải là một cái câu nào khác đâu, đúng không? Trong cái luận điểm khái quát đấy. Thế nên là chị muốn là có một cái buổi kỹ càng chia sẻ cùng với các bạn cơ. Ok không? Chị phát trực tiếp lúc nào vậy, để em sắp xếp thời gian xem. Nói chung là cứ để chế độ xem trước trang học văn chị Hiên và xem trước trang cá nhân của chị đi. Bởi vì chị thích sự bất ngờ lắm, chị vẫn hay thích sự bất ngờ, nên là cứ lúc nào hứng lên là chị phát thôi. Được không ạ? Nói đùa thế chứ chị sẽ cố gắng thu xếp thời gian cho các em, được không? Các bạn ơi, các em có gì muốn hỏi chị không ạ? Hôm nay có vẻ thấy ít câu hỏi nhỉ? Đúng không? Rồi, nếu như mà các bạn ít câu hỏi thế thì chắc là chúng mình sẽ dừng tại đây vậy nhá. Chúng ta sẽ đọc, chị sẽ đọc cho các em, đọc tặng cho các bạn một cái bài thơ ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị hy vọng rằng là cái bài thơ này sẽ giúp cho các bạn có thể như thế nào nhỉ? Yêu văn học hơn và có mong muốn tìm hiểu về văn học. Chị chúc Minh Tâm thi tốt nhá. Chúc thứ ba này em sẽ thi tốt nha. Mai chị lại like à. Các em muốn nghe thơ của ai ạ? Các bạn muốn nghe thơ của ai? Đọc xong một hồi em quên hết rồi á. Trời ơi. Trời ơi là trời. Rồi yên tâm, chị sẽ cố gắng có một cái lịch, chị luôn luôn thông báo trước cho các bạn luôn á. Chị sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài thơ mà Nguyễn Bính, năm 13 tuổi thì Nguyễn Bính đã được giải nhất trong cái cuộc thi hát chống quân đầu xuân với một cái sáng tác như thế này. Và chị sẽ đọc cho các bạn như sau. Anh đố em này, làng ta chưa vợ mấy người, chưa chồng mấy à em thời biết không? Đố ai đi khắp Tây Đông, làm sao kiếm nổi tấm chồng như chúng anh đây? Làm sao như rượu mới say, như răng mới mọc, như cây mới trồng. Làm sao như vợ như chồng, làm sao cho thỏa má hồng răng đen. Làm sao cho tỏ hơi đèn, làm sao cho bút gần nghiên suốt đời. Làm sao anh khen em tài, làm sao em đáp một lời làm sao. Được không ạ? Thơ của Nguyễn Bính bao giờ cũng rất là dí dỏm như vậy, đúng không? Nếu mà các bạn còn nhớ thì ngày trước chị có đăng một cái bài thơ rất là hay, rất là thú vị. Nó như là thế này, một cái đơn xin đi học của Nguyễn Bính, nó là như thế này. Đợi chị một chút để chị định hình lại, chị nhớ lại gì nhỉ? Ước gì tôi được quen cô giáo, để đến lớp theo cô học vỡ lòng. Chỉ sợ trò đông bàn ghế chật, trò tuổi nhiều cô có nhận cho không? Được không ạ?
có một cái bài thơ rất là hay như vậy của nhà thơ Nguyễn Vĩnh, tức là xin đi học ấy, được không ạ? À, chị sẽ tìm cái bài thơ đấy và sẽ đọc cho các bạn nguyên văn cái bài thơ đấy, được không ạ? Chị nhớ bốn câu thơ đầu là như vậy. Đợi chị một chút nhá, một giây thôi. Ước gì tôi được quen cô giáo, để đến theo cô học vỡ lòng. Chỉ sợ trò đông bàn ghế chặt, tuổi nhiều cô có nhận cho không. Ôi trời ơi, chị tìm nó ra top đầu luôn này các em ơi. Tức là chị có một cái video clip rồi đấy, đọc rồi đấy, các bạn sẽ nghe nhá. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong phần video clip này. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, chính vì vậy mà chị rất muốn có thể chia sẻ với các bạn một câu chuyện hộp mà không biết khi nhắc tới đây các bạn vẫn còn nhớ thì trong chương trình chị tìm phát mà nó ra bài thơ chị đọc luôn. Đó là một nét vô Nguyễn Bính. Có một dạo thì chị đã đọc cho các bạn nghe một thì đây. Nguyễn Bính đi thực tế ở một trường trung học này của đây, cô như giáo này tự tin để có thể làm quen với người giáo viên đó. Bởi vì ở giai đoạn này thì trông ông ngoại hình của ông không được bắt mắt cho lắm. Thì Nguyễn để có thể xin đi học lớp đã viết một bài thơ, sẽ xin được mạn phép chia sẻ với các bạn em lên, để lá thư này về bài thơ này. Em lên nhá. YouTube Học Văn Chị Hiên đó. Bài thơ như sau. Ước gì tôi được quen cô giáo, để đến theo cô học vỡ lòng. Chỉ sợ trò đông bàn ghế chật, tuổi nhiều cô có nhận cho không. Nếu cô đồng ý nhận cho tôi sẽ theo cô đến suốt đời. Suốt đời tôi chỉ theo một lớp, suốt đời tôi học lớp cô thôi. Các bạn được không? Đấy là cái bài thơ đấy, được không ạ? Rất là thú vị. Các em tìm hiểu về thơ của Nguyễn Bính, các em sẽ thấy nó dí dỏm lắm, nó chân quê mộc mạc lắm. Bởi vì đây là một trong những cái tác giả rất nổi tiếng của phong trào thơ mới, một trong những cái thành viên rất là nổi tiếng của phong trào thơ mới, một trong những lá cờ đầu của phong trào thơ mới, và chị nghĩ là mang trong mình một cái nét rất là bình dị, rất là chân quê. Nếu như mà muốn tìm hiểu thêm về bài thơ này thì có thể lên kênh YouTube của chị nhá. Phòng không có điều hòa, không có quạt, chị sợ bật quạt thì các bạn sẽ ầm và không nghe tiếng. Thế nên ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Tất cả những cái thắc mắc của các bạn về khóa học online của chị, về tài liệu học văn, về cách học văn, các em có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Yên để được giải đáp sớm nhất các em nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng mình sẽ tạm biệt nhau thôi, và chúc cho các bạn sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ, một buổi tối thứ bảy nghỉ ngơi, giải trí thật là vui vẻ nhé các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À các em ơi, gì nhở, chị xem còn mấy phần trăm. Chị sẽ nhân cái buổi tối hôm nay, chị chợt nhận ra là buổi tối thứ bảy, nên là chị sẽ hát tặng cho các bạn một bài, được không ạ? Bài gì nhở? Chị đang nghĩ hôm nay dạo này đầu óc chị não cá vàng quá. Như thế nào nhở? Đợi chị một chút nhá, chị nhớ lại cái tên bài hát đấy. À rồi. Đây, chị sẽ hát tặng các bạn một bài, ok chưa? Tất nhiên là yêu rồi, chị không yêu các bạn thì chị còn yêu ai? Được không? Các bạn ơi đừng đi ra nhá, ở đây xem nghe chị hát đã. Đúng không? Bài này. Nếu mà không hay thì các bạn cũng đừng chê nhá, hôm nay chị rất là có hứng nên chị mới hát cho các bạn. Không hay các bạn cũng đừng chê. Đêm nay là đêm cuối hai ta gần nhau. Có biết bao nhiêu điều em muốn nói. Khi nhìn vào đôi mắt em thấy niềm đau. Em biết anh đang buồn lắm đúng không? Anh siết chặt thân xác em trong lặng im. Nước mắt anh thay lời em muốn nói. Em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ có mỉm cười. Chỉ là ta giảm xa nhau chút thôi. Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không? Cho dù đêm dài lạnh lẽo, không một ai kề bên. Em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm. Là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên.
thật sự ấy các bạn ạ. Thì bữa sau chị sẽ phải lao vào phòng kêu bật quạt ngay lập tức. Ôi, vẫn còn 100 bạn cơ à. Khi đông về anh hãy luôn giữ cho không để lại nàng chân. Chị không biết đoạn này. Dẫu vẫn yên mây. Ôi, chị không biết đoạn này. Nếu biết em sẽ thật là xót xa. Em sẽ gọi anh mỗi khi có chuyện vui, hay mỗi khi em cần nghe anh nói. Chỉ cần được như thế, dẫu có xa xôi, em nguyện mong chờ từng ngày tháng trôi. Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không? Nếu dù đêm dài lạnh lẽo, không một ai kể bên, em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên. Gần bên thế ôm em trong bình yên. Em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Anh hãy đợi một người. Hôm nay chị không có chuyện, chị vui bình thường. Nhưng ý là hôm nay là thứ bảy nên chị cũng muốn là các em cũng được giải trí một chút. Và chị cũng muốn được giải trí một chút. Được không? Nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Sẽ có một buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ. Và sớm thôi chúng mình sẽ gặp lại nhau. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.